em để em nói dài được một cái câu gì bánh tiêu và bánh bò mà em làm cho khán giả phải rối. Nhưng khán giả rối là chuyện của khán giả, chứ cái câu của em nó phải có nghĩa. Bây giờ đề một cái bàn bánh tiêu, tôi vô tôi mua một cái bánh bìu, nhưng mà khi người ta đưa cho tôi một cái bánh bò, tại sao cô lại có thể đối xử tệ tôi như vậy? Tại sao cô lại có thể đưa cái bánh bò trong khi cô đề cái bàn bánh tiêu? Cô là người bán bánh tiêu thì cô đề cái bàn bánh tiêu, cô phải bán bánh tiêu chứ không thể được bán bánh bò. Nếu mà cô bán bánh bò, cô phải đề một cái bàn bánh bò thì cô mới được bán bánh bò, chứ không phải đề cái bán bánh bò mà đề cái bán bánh tiêu và đưa cho tôi cái bánh bò trong khi tôi không muốn ăn bánh bò, tôi muốn ăn cái bánh tiêu. Thì tôi nhìn cái bạn có bán bánh tiêu thì tôi muốn ăn cái bánh tiêu, nhưng tại sao tôi mua cái bánh tiêu cô lại đưa tôi cái bánh bò? Nó kiểu nó như vậy. Đơn Yệp ơi, dạ lầy a à, đánh quê rền nhậu cưng ép hường. Trẻ có lắc hẹp đỏ hạng xoa nhào ca cốc rửa năm anh đến nay xanh nông anh non mà non cành nhướng thơ chơi nghề cai gón qua mày. Anh ơi có bán bánh mì nè, ăn cho đẹp không? Ăn bánh mì ăn đẹp, em ăn bánh mì chín đi. Ôi trứng nhiều cholesterol ăn vô mà ẩm xấu lắm. Vậy em ăn bánh mì heo quay đi. Heo quay đang bị dịch tả châu Phi. Chả cá đi. Trời nhỏ lớn mẹ có cho ăn cá đâu. Vậy em ăn bánh mì xúc xích đi. Ôi sợ sợ xúc xích lắm. Tiệm lớn vậy mà không có bánh nào ăn cho đẹp hết trơn á. Thì cô đến đây cũng có một chút quà gọi là nho nhỏ. Cái này thì cũng nó là quà về mặt tinh thần. Vâng. Thì có những cái tập thơ tức là Cười dài sống dai của tác giả Vũ Long. Và cũng xin nói là tác giả Vũ Long, tức là bố của tác giả Vũ Long, thì ngủ với mẹ vợ của chồng tôi và đẻ ra con gái tôi. Thì anh cũng có những cái tập... tức là Vũ Long với là cũng xin giới thiệu là tôi là ai sinh ra mà chả có họ có tên đúng không? Họ tên tôi thì không ngắn cũng chẳng dài, chỉ vừa vừa là họ Vũ tên Mai. Người thì tầm thước không cao mà tòm tòm tắng tắng đừa bao bột mì, trong cái mặt tiền thì biết đạ về hưu, vào công an nhận công tác hậu cần thật là hợp với nguyện vọng sở trường, tuy thân hình có hơi sở đoạn. Đón xem tập chính Thách thức danh hài 16 phát sóng vào lúc 20:35 tối thứ tư ngày 4/12/2019 trên kênh HTV7.